Em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống, tại vì gia đình em là gia đình truyền thống. Hỏi han không được. Dạ. Áo dài, áo dứt rồi hay sao? Đi ăn tiệc thì áo đừng nó xẻ xuống quá. Hở chút được không? Hở chút được. Bỏ ăn nút hai nút được không? Không. Giờ mua đen mà mặc bỏ ăn nút hai nút là chuyện bình thường. Ở nhà mặc cái gì? Dạ, ở nhà mặc quần short cũng được. Mặc váy được không? Mặc váy được. Áo hai dây được không? Không, không được anh. Một dây được không? Không được, kệ không được. Không có dây được không? Làm gì không? Không mặc không được không? Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Chào bạn nam, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Mình tên là Long Quang Nhiên. Mình là nhân viên kế toán kim thủ kho. Kế toán kim thủ kho là to thủ trưởng luôn á. Bạn quê ở đâu? Mình sinh ra thành phố Hồ Chí Minh và quê ở thành phố luôn. Mời em gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Phạm Thị Thanh Lan, năm nay 30 tuổi. Quê em ở Tiền Giang. Tiền Giang. Hiện tại em là nhân viên phòng khám nhi ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc, trong cuộc sống là cái gì? Em biết nấu ăn, có một chút xíu kỹ tính. Kỹ đến mức độ nào? Cộng tóc rớt dưới đất thì em cũng lụm. Trời đất ơi, em gọi vòng vòng chị có cộng nào em lụm chị? Không, em không có đến nỗi như thế. Không, nói chung em kỹ tính là tốt em. Trước sáng anh ăn phở rồi kia có 3-4 cộng tóc rớt vô phở mà cô đó, cô thấy cô không lụm gì chứ. Mốt anh dẫn em qua cho bố quán phở nha. Rồi bạn nam. Em không biết hút thuốc, không biết uống rượu, không biết cào bạc luôn. Một cọng tóc rơi xuống em có lụm không? Không. Không. Tiền rớt em có. Mới lụm. Em quen mấy mối tình rồi? Một mối tình thời sinh viên với một mối tình cách đây 2 năm. Quen một thời gian mình thấy nhiều quan điểm trái ngược nhau. Không hợp, bỏ. Chia tay. Còn bạn gái? Em trải qua 2 mối tình ạ. Ảnh có cái suy nghĩ là lên Sài Gòn em sẽ gặp một cái người là tốt hơn ảnh á. Có nghĩa người đàn ông đó người ta không đủ tự tin cho bản thân. Không đủ tự tin và không có niềm tin ở em. Mong muốn của em gái tìm người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Không nhất thiết là phải đẹp trai này nọ. Em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là gì? Tính lằng nhằng. Khoảng bao lâu thì mình có thể cưới nhau được? Ra duyên ạ. Ra duyên cưới em hả? Dạ. Rồi, để anh xem cái bạn trai này có tính lăng nhăng không, có không em? Em không có, tại vì quan niệm về tình yêu của em là chung thủy ngay thẳng, có gì nói hết. Một cô gái thế nào em thích? Theo em là đó là một người lễ phép, cư xử gia giáo. Tại vì em sống chung với anh chị trong một ngôi nhà, thì mấy nàng dâu chia sẻ công việc với nhau. Em thì phụ, nàng rửa chén thì em nấu cơm, vậy thôi. Nhưng mà phải ở chung với các chị dâu khác hả? Tại vì đó là ngôi nhà tổ mà anh. Nhà rộng không? Nhà rộng, biệt thự. Biệt thự được. Em ghét nhất phụ nữ về điều gì? Nói nhiều. Nói nhiều khi mệt luôn. Lỗ tai nghe bùng 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 bùng. Rồi không thích gì phụ nữ nữa? Em thích phụ nữ ăn mặc theo kiểu truyền thống, tại vì gia đình em là gia đình truyền thống. Hỏi han không được. Dạ. Áo dài, áo dứt rồi hay sao? Đi ăn tiệc thì áo đừng nó xẻ xuống quá. Hở chút được không? Hở chút được. Bỏ ăn nút hai nút được không? Không. Giờ mua đen mà mặc bỏ ăn nút hai nút là chuyện bình thường. Ở nhà mặc cái gì? Dạ, ở nhà mặc quần short cũng được. Mặc váy được không? Mặc váy được. Áo hai dây được không? Không, không được anh. Một dây được không? Không được, kệ không được. Không có dây được không? Làm gì không? Không mặc không được không? Trời ơi, sao khó quá vậy trời? Có nhiêu tuổi đâu mà khó dữ vậy trời ơi trời. Gửi bây giờ em yêu cô này quá trời quá đất luôn đó, nhưng mà cô nói với em là giờ anh ơi, giờ nghèo khổ gì cũng được, mình ra mình mướn cái nhà trọ, từ từ mình sắm cái nhà nhỏ nhỏ cũng được, hai chồng ở riêng. Tại vì đó là nhà tổ thì anh chị phải ở chung, nếu mà em tách ra riêng thì không được đó, chị. Sao không được thì em nhường nhà tổ cho mấy anh chị kia ở đi, em ra riêng em ở chứ lẽ gia đình suốt đời là sinh con đẻ cái rồi ở trong nhà tổ đó luôn, rồi mấy anh chị kia cũng sinh con đẻ cái ở trong nhà tổ đó luôn, rồi mốt nó chặt nít rồi sao? Đâu có, sau này sẽ xây miếng đất kế bên nữa. Kế bên nhà tổ có miếng đất nữa hả? Dạ. Miếng đất đó của ai? Miếng đất đó của gia đình. Mấy anh chị em hùng tiền lại để xây lên. Rồi cũng ở chung nữa, hùng tiền dạ. Xây chung lại ở chung nữa. Riêng được không? Muốn cái riêng chút xíu được không? Tại vì ở riêng này em không thích. Nói chung là em thích ở chung.
Có gì mình chia sẻ công việc, quan tâm lẫn nhau. Mấy anh chị em tất cả? 5 anh chị em chị. Mấy trai mấy gái? 3 trai 2 gái chị. 3 trai 2 gái là hiện giờ tính là 5 anh chị em đó là ở chung với nhau hết luôn đó. Đâu có 2 chị gái gả ở ngoài rồi chị. À vậy 3 anh em với 3 chị, 3 dâu là 6 người sẽ ở chung nhà đó. Rồi sinh con đẻ cái là ở chung hết trong nhà tổ đó. Dạ. Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dài 20 mét, ngang 10 mét. Ngang 10 mét, dài 20 mét là tính miếng đất chưa hay là mới cái nhà tổ không? Nhà tổ đó thôi. Rồi cái miếng đất ngang mấy mét, dài cũng mấy mét luôn. Tổng cộng là coi như 20 mét ngang, 40 mét dài là 400 mét vuông. À công nhận tôi rảnh, ông này cũng dễ khai ghê, nó hỏi nhiều cái trơn trọi. Được. Em nói em thật thà mà. Người thật thà. Nhưng mà anh nói với em á, cái đó là cao lắm á. Hiện tại này nếu cần chia cũng ngon lắm á. Đâu có. Đó là được, nhà tổ là biết nhà tổ rồi. Nhà tổ là không bán. Thì nhà tổ có bán nhưng mà miếng đất kế bên ngon lắm á. Không có luôn. Miếng đất kế bên ngon. Miếng đất kế bên cũng không bán luôn. Nhà cũng ngon. Nhưng mà đó là cứ biết là không bán rồi, nhà tổ. Nhưng mà đất cũng ngon. Không bán hoài. Hôm nay em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị đồng nghiệp và cháu gái buộc ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Hai bạn đều là những người truyền thống, kỹ tính, quan tâm đến gia đình. Nhưng mà nghe bạn Nam bên đây chia sẻ thì mình thấy là bạn rất yêu thương gia đình của mình và muốn gắn bó với gia đình. Cái điều đó đó rất là tốt. Nhưng mà bên cạnh những cái chung, mình cũng phải suy nghĩ đến những cái riêng của mình. Khi mà mình đã có một cái gia đình riêng thì khi đó mình là trụ cột gia đình thì mình phải nghĩ đến cái gia đình nhỏ của mình trước. Cái suy nghĩ mà mình nhất định mình sẽ không bao giờ ra riêng đó thì mình khoan đặt nặng vấn đề đó trong giai đoạn này, nó sẽ không hay. Còn về phía Lan ấy thì như chị nói ấy là mình có nhiều điểm tương đồng, nên là nếu mà được thì em cứ cho em và bản thân bạn trai đây một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Xin rồi, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Em đi với chị dâu và một chị nuôi. À chị dâu ha, có chị dâu trong nhà rồi, khỏe rồi. Chị dâu ơi. Dạ em là chị dâu. Em là chị dâu. Rồi dạ. Theo em nghĩ thì em đi cũng là được, mà dễ thương, hiền. Hai bạn cũng có hợp tính với nhau nữa. Ở chung á, không hợp á, thì mình có thể xây một cái gia đình nhỏ riêng. Mình có thể ở riêng. Chứ ở trong gia đình thì cũng không có bắt buộc là phải ở chung nhà. Đó, thấy chưa? Gặp chị dâu dễ, thấy chưa? Cảm ơn em nhiều. Bây giờ thế này nè, cái nhà tổ á, thực sự cũng phải nói là em bán. Đừng nói không bán nữa, ai kêu bán. Bây giờ ba anh ngăn ra. Người nào lớn thì lớn hơn chút, người nào nhỏ nhỏ thì chia ra hoặc là chia đều ra. Ngang 20 chia làm 3 miếng lớn lắm à. Gần 7 mét ngang, 20 mét sâu. Để chứ bộ. Mỗi người có một phòng riêng mà anh. Trời ơi, ông này ông cương quyết, không mệt ông quá. Ok ông đi. Bây giờ chỉ 3 người 3 căn riêng được không? 3 cái căn 3 cánh cửa riêng được không? Đừng có đi qua đi lại chi. Trời ơi khổ. Bây giờ ghê. Ý là nhà tổ vẫn ở chung. Miếng đất đó ngăn ra 3 cái gia đình riêng. Rồi thích thì mở cửa ra chung, không thích thì ngăn 3 miếng đất riêng. Ví dụ như anh lớn là ngang 7 mét và 20, rồi anh kế là ngang 6 mét và 20, còn nhiêu là em được không? Cũng được. Cũng được. Được, được không? Được. Được. Được chứ. Cũng ở chung nhà mà đâu có bán đâu. Mà bán không? Không. Nói thôi vui thôi. Thật sự chị dâu em nói đúng đó. Còn chị nào có ý kiến nữa không? Thấy sao chị? Theo chị họ thì thấy sao? Chào MC Quyền Linh, dạ. Chào Cát Tường, dạ. Em yên tâm đi, Duyên nó thật thà lắm. Cha mẹ mất hết rồi thì muốn cho sống chung một nhà. Cái cô chị dâu này thì về nhà đã mười mấy năm rồi. Thì coi Duyên giống như là một đứa em trai chứ không phải là một đứa em chồng. Còn nếu mà muốn ra riêng để mà có cái gì riêng thì chị nghĩ cái chuyện đó không thành vấn đề. Chị nghĩ là hai đứa cũng nên có cơ hội với nhau. Dạ, dạ. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mở màn ra, bắt đầu gặp nhau nói chuyện đi để hiểu. Nhưng mà em sống truyền thống quá hả? Thường đi chơi đêm mấy giờ về? 10 giờ là em về rồi. 10 giờ về rồi. Ví dụ đi quá 10 giờ rưỡi về được không? Không. Em sao vậy? Đúng giờ là em về. Ví dụ về trễ kêu cửa em mở không? Kêu cửa là gia đình mở. Ai mở? Anh lại mở, nhưng mà nhiều lúc thấy anh thức khuya quá nên em không muốn về trễ. Ví dụ giờ vợ em rủ lâu lâu đi chơi mà 11, 12 giờ về rồi em chịu không? Thì lúc đó kêu anh ngủ sớm em, tại vì nhà đó có con hẻm nhỏ kế bên, anh em đi vô con hẻm đó được. Nghĩa là em có mở cửa không? Mở. Vợ em đi làm đêm về thường xuyên 11 giờ đêm được không? Thường xuyên một hai lần thì được, nhưng mà thường xuyên thì không được. Ví dụ như bữa nào đó vợ em mà
đi về mà thấy trễ quá, họ em không mở cửa, hay là anh em không ra mở cửa rồi vợ em ở nhà ai đó được không? Em sẽ gán đợi. Nó thật thà quá. Thôi được rồi, hỏi gì cho biết thôi. Bây giờ hai đứa gặp mặt đi nha. Mở rào. Rồi. Quà tặng tặng em. Tặng quà xong rồi hát luôn nha, hát tặng bạn gái liền luôn nha. Anh xin hát tặng em một bài hát là Khi Có Em Trong Đời. Khi có nàng trong trái tim mình, lòng đầy ước mơ, khi thấy em vui cười, ánh mắt em sáng ngời, lấp lánh trong nắng mai mùa xuân. Cho hồn anh nằm say câu tình yêu anh muốn cho em mà lâu nay thầm dấu kín. Khi có nàng trong trái tim mình, bầu trời thắm xanh như mắt em trong chiều, anh nắng thêm ấm nồng, gió hát lời khúc ca tình yêu. Em thần tiên hồn nhiên cho đời anh thôi hết cô đơn. Mùa xuân qua ngàn sang thăm núi non bao năm, dù có hao mòn tình này dành cho nhau, thiên thu ngàn đời đắm say ta thành đôi, nắm tay đôi ta cùng đến trên trời mịt mù về nơi yên ương, cho tình nồng như mơ hơi người yêu. Từ khi có em hồn như án mây bay về chốn thần tiên. Thôi quá thì căng dữ vậy. Anh xin tặng em một bài thơ mà anh tự sáng tác. Phụ nữ là Eva, đàn ông là Adam. Eva lúc thì giống cọp, lúc thì giống mèo. Cọp hay mèo là do Adam duyên nợ kết Eva và Adam lại với nhau. Trời ơi gì vậy trời. Chắc tôi chết quá à. Dễ thương quá cưng. Được rồi, rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Cảm nhận của em gái như thế nào về chàng trai đó? Thấy anh thì cũng vui vẻ. Vui quá đi chứ. Hát cũng hay. Hay lắm rồi nha. Càng hay bữa nào anh cũng hát luôn á nha. Em có tặng anh một cái chậu xương rồng, thì anh có thể cho em biết ý nghĩa của cái xương rồng không ạ? Xương rồng thì nó chịu nắng chịu nước được, khẳng khái đứng giữa trời mặc cho sa mạc, mặc cho nắng mưa, mặc cho sa mạc luôn. Cây xương rồng nó cũng thể hiện cái tính cách của em, bề ngoài nó rất là sần sùi nhưng mà bên trong nó cũng muốn yêu thương, thì mong anh sẽ hiểu được cái ý nghĩa trong đó. Thì nhà anh cũng có trồng cây xương rồng, anh cũng thích trồng cây xương rồng lắm. Ta nói là hiểu giùm cho con người. Dạ, ta em hiểu. Hiểu gì, hiểu sao? Hiểu hình tượng giống như cây xương rồng, tính cách giống như cây xương rồng. Rồi bây em giờ em thấy cổ giống xương rồng không? Không, đẹp. Đẹp không? Đẹp bây giờ không? Cái... đẹp. Em thấy có sao xuyến trong lòng với người đối diện không? Có anh, giống người trong mộng em 70-80%. Dễ thương mà. Rồi bây giờ em hỏi cổ đi, bây giờ em quan niệm tình yêu thế nào, em thấy anh thế nào, hỏi đi. Anh thấy em như thế nào, quan niệm của em về tình yêu như thế nào? Thì nhìn anh thì cũng được, nhưng mà qua cái cách chia sẻ của anh á thì em thấy là anh một người thì chưa có tính tự lập, chắc là cũng khó tính lắm. Anh thì không có khó đâu, thấy anh vậy chứ anh rất dễ. Nếu chúng ta quen nhau thì khi nào em rảnh thì anh chạy xuống, hay là công việc hiện tại của em là từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối thì nó cũng gọi là khó để hẹn hò. 10 giờ em phải về nhà rồi, giờ sao? Lúc đó mình về mình bàn lại với gia đình, nói là công việc của em nó như vậy. Ừ, từ bây giờ là từ 10 giờ anh được phép ra ngoài được không? Chắc được. Em phải bàn gia đình ha. Em tự quyết định. Đúng rồi. Nó nãy giờ mới nghe có một câu hay thế đó. Vậy thì mình sẽ chọn cái nào? Chọn 10 giờ vô nhà hay là chọn 10 giờ đến đón cô ấy? Chọn cái nào? Chọn 10 giờ đón cô ấy. Được. Vậy có được chứ. Rồi mình nói quan điểm con cái đi. Em là truyền thống lắm, em thích trai gái thì nói luôn đi. Em thì trai gái đều được. Mấy người anh em thích trai hay gái? Anh em dễ lắm anh. Chị dâu á, trai gái đều được thôi. Quan trọng mấy người đó nữa. Dạ.
Vậy anh thích nít không? Thích chứ, hồi mấy đứa cháu anh còn nhỏ anh thường chơi chung với nó. Chơi chung vui lắm, nên anh rất thích con nít. Em thích chơi trò chơi gì? Bóng gỗ cũng có, rồi đánh cầu lông cũng có. Có chơi banh đũa không? Không, không chơi banh đũa. Dù giờ vợ em về thích chơi banh đũa, em chơi chung được không? Banh đũa em đâu biết chơi. Dẹo hoài. Bây giờ vô kế hoạch kết hôn đi nào, kế hoạch như thế nào? Anh thì có lập một quỹ dành cho con cái hết. Quỹ, ôi, quỹ đám cưới hết. Chưa có vợ mà lập quỹ cho con cái luôn à hả? Tại vì em học nghề kế toán nên em tính toán rất kỹ chị. Em tính cho tương lai hết rồi. Tính nhà đó chia ba hay sao? Ở nhà đó không có bán rồi anh. Dành tiền cưới vợ được nhiêu rồi? 500-600 chị. Trời ơi, cưới vợ mà 500-600 triệu luôn hả? Cưới vợ dữ vậy? Dạ, tại nhà em họ hàng cũng nhiều à. Nên tính đãi khoảng 20-30 bàn. 20-30 bàn. Ủa, ngon hả? Đãi đâu? Đãi trong nhà thờ tổ luôn hả? Đãi ở Thái Quê hoặc là Thuận Kiều. À, tính lô trơn luôn rồi đó hả? Dạ. Em miếng đất cây bền 10-20 tới 10 cả chục tỷ á. Không bán mà anh, nó hỏi hoài. Bán họ hoài. Rồi, thôi được rồi, bây giờ vậy. Tiến lên, tiến lên. Dạ. Tiến lên, cho em, em quá thiệt tình luôn, cho em một cơ hội nè. Giờ hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đố em dám hùng cổ con cái đó. Dám, dám. Được á, bản lĩnh á. Nhưng nếu giờ em rất là thương cổ, hai thương nhau, nhưng cổ nói giờ thôi bán miếng đất cái bên kia được không? Hả? Chịu không? Không. Dứt khoát luôn hả? Dạ. Dù con em lớn lên rồi muốn chia cái miếng đất đó được. Đã em nói em có quỷ hết mà anh. Thật sự nha, nãy giờ anh vẫn chơi thôi. Đây là một người số 1 đấy. Yêu thương vợ, lo lắng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Không bán là không bán. Bao nhiêu không bán hết. Cho thấy được rằng lập trường của anh ấy rất là ok. Dễ thương lắm em. Để tìm một người này bây giờ hơi bị khó đó. Chứ anh có là anh bán lâu rồi đó. Chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Em bấm không? Bấm. Cổ không bấm, bấm em bấm không? Em bấm. Cổ không bấm? Thì đã nói là duyên nợ mà anh. Nhưng mà cổ không bấm. Thì mình đến với nhau ở đây là giờ cái duyên rồi. Cổ không đến. Mình cũng buồn thôi. Buồn chút xít. Cổ không bấm em bấm không? Em bấm. Em bán không? Em không bán. Bấm nhưng không bán đúng không? Rồi ta. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Đó là bấm chàng trai rất thật thà. Anh lại em bấm đi em. Số 1 luôn á. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm bấm. Bấm đi em gái. 3 Bấm. Hết thời gian. Ơi. Bấm. Bấm đi em. Năn nỉ bấm đi. Trời ơi say bóng bấm. Đứng lên đứng lên đi kìa. Em với ảnh cũng có nhiều cái tương đồng nhưng mà em thấy ảnh không có cái sự lập trường. Lập trường quá trời đó. Từ lập trường ngồi lại bấm giùm tôi cái đi. Năn nỉ á. Anh nói em nghe nha. Chưa bao giờ năn nỉ thế. Bạn rất là dễ thương luôn á. Khó tìm lắm á. Bấm đi em. Bấm đi mà. Được đó. Dạ. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Anh bảo đảm bao luôn. Bấm đi em. Cho em suy nghĩ lại. Dạ không cần phải suy nghĩ à. Tại vì em cái cảm nhận, cái cảm giác của em dành cho ảnh nó không có cảm xúc. Không cảm xúc vì điều gì? Em muốn một người chuẩn. Chuẩn cái lời nói hơn. Anh sẽ tìm vợ cho em. Cảm ơn. Đây là hai bạn. Thật sự là cũng hơi bất ngờ và rất là tiếc. Đây là một chàng trai rất là thật tình mà thời buổi này rất là khó kiếm một người như vậy. Nhưng mà cũng không trách em được, có thể là do cái cảm xúc mình chưa có đúng không? À, hơi tiếc nuối, thật sự là chị hơi tiếc nuối. Những cái gì chúng ta chưa thấy được trước mắt, nhưng chúng ta sẽ thấy được ở tương lai hậu vận rất tốt. Có thể bề ngoài như thế, nhưng trong trái tim của chàng trai này là một trái tim nóng bỏng. Một cái sự yêu thương mà có thể khó có. Như vậy là chúng ta không có duyên với nhau. Các cô gái ngồi xem truyền hình ơi, hãy liên lạc với chúng tôi nha.
chàng trai này vẫn là số 1 của tôi đấy. Cô gái cũng có cơ hội dành cho nhiều chàng trai đấy. Hãy bấm nút chuyển về chúng tôi nha. Biết đâu chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Hãy bấm nút cho hai người này nha. Xương rồng vẫn là của em. Hãy giữ ấy để nhớ kỷ niệm ngày hôm nay. Em có nhiều. Bán không? Không. Cha xin nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thừa tiêm má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông bu. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. Học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng không? Rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi hiện nha. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ nghỉ một bữa. Dạ được anh. Thôi. Vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải như, đi công viên. Là hẹn bất nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Dạ. Ủa? Không cần. Sao? Đi công ta nghĩ bất kỳ cỏ quá, rồi. Nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chỉ tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến dạ. Mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á. Mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại, dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai sao nè? Dạ, em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa, tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa, em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ, lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ, em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ, có. Rồi, nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À.
Tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Ồ, vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu. Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu lượng rượu rất là cao. Sợ về làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc, chứ không phải là trời biết nhậu ơi, là ngày biết nhậu rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi coi bên coi đàn trai đáp trai ứng đi được nhu cầu của em hay không. Quản lý nhà nghỉ mà dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy giá hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút gì cái gì cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho đó. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi. Cho tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Cho chị. Nãy giờ dạ, khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? À, nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm, bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi. Rồi nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm được ơn má rồi nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi. Dạ. Em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai. Chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Hay thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi Cẩm Hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy á. Dạ anh tặng chai nước hoa Gucci à chị. À Gucci dạ, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi, thích rồi, nước hoa. Rồi bây giờ tới đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. À, anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ, đừng tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi gì thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh dạ chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ, ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhờ cho em chứ đó. Mình cảm dạ nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu nha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì
anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi vào Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên quá gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút là 45 tăng rồi. Phút dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được rồi. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời ơi. Nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa, một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một, khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để em rung quá. Rung quá, hồi hộp quá. Dạ. Phải không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ làm sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. À. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong giờ, chàng rể hiền đó, rể hiền để ngoan bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi đôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội. Dạ. Tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn phải năm duyên em chồng vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Bà em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chưa làm thủ tục hôn nhau cơ nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó tội. Đừng làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu mô này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Là phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, dạ anh. Một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha.